Tết là ngày vui, ngày Tết là ngày vui các bạn, nhưng mà cũng là ngày buồn. Vui nhưng mà cũng buồn, năm nào cũng buồn hết trơn. Là vì sao buồn các bạn? Vì sao buồn? Năm nào cũng buồn hết. Vì thế này các bạn, ớn lạnh với xe giường nằm chạy bạc mà cái quốc lộ 1A. Má dễ sợ. Nhất là ngày đi về quê kìa, mẹ ngồi lên mấy xe khách nó chạy bạc mạng luôn, nó chạy bạc mạng cho nên cái xe nó còn bạc đầu luôn, mà cái xe nó còn te tua luôn, nó kinh khủng lắm, dễ sợ lắm các bạn. À, mà cái Tết thế này các bạn đi xe này toàn là những công nhân nghèo đi về ăn Tết, nếu mà nhà gần gần thì lấy xe máy đi, mà xe máy đi nhiều khi cũng tai nạn giao thông rất là nhiều, người lưu thông, rồi những người nghèo họ lên cái khách họ chạy này, họ chạy coi như là từ từ thành phố Hồ Chí Minh mà chạy thẳng xuống miền Tây, thậm chí có nhiều người từ thành phố Hồ Chí Minh mà chạy thẳng ra Bắc, hoặc là ở Hà Nội mà chạy thẳng lên phía Bắc rồi chạy về phía miền Trung vân vân. À, mà cái xe nó chạy bạc mạng, nó chạy kinh khủng lắm, cho nên là cái chuyện mà tai nạn giao thông ngày Tết ở Việt Nam rất là kinh khủng các bạn. Cho nên tôi nói các bạn á, ở Việt Nam ngày Tết là ngày vui trong năm nhưng mà cũng là ngày buồn rất nhiều người, và có rất nhiều người Việt Nam là coi như được ăn giỗ vào ngày Tết. Khỏe lắm, coi như lựa cái ngày Tết đó là coi như là đi về với ông bà, coi như là tất cả mọi người đều cúng bái sướng như nữa. À, cái mỗi lần Tết các bạn là tai nạn giao thông chết người rất rất nhiều các bạn, năm nay năm nào nó cũng vậy hết trơn, khủng khiếp lắm các bạn. Mùng 1 Tết Quý Mão có 17 vụ tai nạn giao thông, 11 người chết. Kinh khủng không? Đây là họ thống kê mà chưa chắc đủ đó nhé. Tạm thời vậy thôi. Còn mấy cái chuyện mà va quẹt vừa vừa coi như là què tay què chân chắc cũng cộng qua đây đâu. Ngoài số người chết đã có 16 người bị thương từ 19 vụ tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt một vụ. Dễ sợ không các bạn? Cho nên cái mỗi lần mà đến ngày Tết thế này các bạn, mà trước Tết á, cỡ chừng 27 28 là bắt đầu coi như là về với Bác Hồ rất là nhiều, mà thậm chí ngày mùng 1 Tết thế này cũng có người lên đường, rất nhiều người lên đường, rất nhiều người bị thương. À, cái đau khổ vậy đó. Đất nước gì mà coi như là rủi ro nó khủng khiếp luôn các bạn. Đây, các bạn thấy em dễ sợ như này. Bây giờ ngày gần đây nhất này, ngày gần đây nhất các bạn thấy không, mùng 2 Tết Quý Mão hơn 11.500 trường hợp nhập viện do tai nạn giao thông. Dễ sợ chứ. Mà cái ngày mùng 2 Tết mà lên nhập viện các bạn tưởng tượng, mà cái người nhập viện này là người ta đã đau khổ đau đớn cơ thể rồi, có người là về với ông bà rồi mà làm cả gia đình rồi cũng mất vui nữa, các bạn thấy không, kinh khủng cái mức như vậy ở một cái đất nước mà vô cùng rủi ro. Vậy mà bò đỏ có bắt tôi về Việt Nam làm gì, bỏ bỏ mà bắt bỏ mà xuống tôi về Việt Nam để tao vô bệnh viện hả 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 đúng không? Xạo vừa thôi. Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh Bộ Y tế cho biết mùng 2 Tết Quý Mão số bệnh nhân phải nhập viện do tai nạn giao thông là các bạn biết bao nhiêu người không? 11.522 người, tăng nha, tăng 1,7% so với năm ngoái các bạn. Và số tử vong là 128 trường hợp. Trời ơi trời, 128 người lên đường về với ông bà. Mùng 2 này cũng cũng luôn khỏe, năm sau dỗ khỏe. À, người 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 lên đường là tăng 10,3% so với cùng kỳ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm ngoái 2022. Đau khổ không các bạn, quá đau khổ. Sống một đất nước nó vô cùng rủi ro. 128 ca tử vong do tai nạn giao thông mà 11.522 này như bị thương, bị tai nạn, mà trong 11.000 này chắc cũng có vài ngàn người lên đường nữa, bị thương nặng lên đường thôi, còn không là bị tàn tật suốt đời. Dễ sợ. Kinh khủng, một đất nước gì mà rủi ro kinh khủng vậy. Thống kê từ các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế 63, Sở Y tế các tỉnh thành phố trên toàn quốc cho thấy 3 ngày nghỉ Tết, 7 giờ sáng 30 Tết đến 7 giờ sáng mùng 2 Tết thôi nha. À, là số bệnh nhân phải nhập viện do tai nạn giao thông là 1.522 người ha. Bây giờ ngày hôm nay, ngày mai, ngày mốt chưa biết này. À, còn nhiều nữa. Vài bữa mùng 3, mùng 4, mùng 5 dân bắt đầu đi đi lên thành phố làm việc nữa, rồi tai nạn nữa các bạn, có càng ngày càng tăng nữa mà dễ sợ lắm. Khủng khiếp không?
Chỉ tính từ 7 giờ sáng nha, mùng 1 đến 7 giờ sáng mùng 2 tức Quý Mão, thì tổng số khám cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông là 3.318 trường hợp. Dễ sợ chứ, từ 7 giờ sáng mùng 1 đến 7 giờ sáng mùng 2 thôi 3.318 người nằm trong bệnh viện vì tai nạn giao thông ngày Tết, khủng khiếp. Tăng 3.7% số lượt tai nạn giao thông phải nhập viện điều trị nội trú theo dõi, tức là ở bệnh viện luôn á, bị nặng là 1.346 trường hợp. Mẹ vô đây là cục tay cục chân, bể đầu, chấn thương sọ não không, khiếp thiệt á, kinh khủng. Do tai nạn giao thông bao gồm cả tử vong trước khi đưa đi bệnh viện và tiên lượng tử vong, tiên lượng tử vong là bị nặng là 41 ca, tăng 7 ca so với ngày Tết Nguyên Đán Năm Dần năm 2022. Ghê không, một đất nước mà nó vô cùng rủi ro như vậy, ngày Tết mà coi như là cũng rủi ro cho người dân nữa, mà khủng khiếp tới cái mức như vậy. Vui gì nữa, vui gì nổi các bạn, không vui nổi. Mà trong gia đình mình mà có người bị tai nạn giao thông vô bệnh viện, các bạn còn gì vui, còn gì xuân. Nó u ám cả cái xóm luôn chứ huống hồ gì mà có người bị tử vong các bạn, mà cái xóm đó nó u ám luôn. Vui gì nữa, vui gì nổi, khiếp thiệt. Các bạn thấy một cái quốc gia mà nó rủi ro đủ thứ chuyện trên đời, chưa hết nữa nha. Và mà thống kê lại các bạn ngộ độc thức ăn cho các bạn coi nè, ngộ độc thức ăn ngày Tết, thịt heo, thịt bò mà toàn thịt có như thịt mà thịt lâu đời chẳng hạn, rồi ba cái hộp hạt dưa cúp thế này, hộp phẩm đỏ rồi ăn bởi vì ngộ độc thức ăn hả, rồi uống rượu giả nè, rượu toàn rượu giả không á, rồi bia giả, rượu giả, ngộ độc thức ăn nữa. Đây là mới thống kê tai nạn giao thông thôi. Cho nên ngày Tết Việt Nam, ngày ngày vui nó trở thành ngày buồn. Bạn thấy một đất nước nó rủi ro dễ sợ, kinh khủng vậy. Quản công sản quản lý kiểu đó chết nữa, càng ngày càng yếu kém vậy mà nói là coi như là quản lý hay, quản lý giỏi. Đất nước phát triển chỗ nào, đất nước phát triển giàu có chỗ nào, mà đến ngày Tết mà không có tiền mua bông mua hoa, mà đến mức độ mà người nông dân người ta đập chậu đập đồ, người ta bỏ hết, người ta không có cho, tại vì cho trở thành thói quen, rồi sang năm nữa rồi chờ tới ngày 30 Tết rồi tới xin à, dẹp đập hết, tu đập hết á. Mặc dù á, đứng về phương diện xã hội á, là đó là thiệt hại cho nền kinh tế đúng không, nhưng mà kể để giữ giá chứ. Thôi sang năm rồi dân Hà Nội nó chờ tới ngày tối 30 Tết nó đi xin, hoặc là nó mua có như 10-20 ngàn thôi đập hết. Rồi dân Trung Nam hay là khác, dân Trung Nam á, là bông hoa giá rất rẻ mua không nổi, vì không có tiền mua, để tiền ăn nhưng mua làm gì. Rồi những người mới đi làm xa, mùng một không biết đi đâu mà bị tai nạn giao thông dữ không biết nữa. Thường thường mùng một ở nhà rồi đi quanh mà tại sao bị tai nạn giao thông, kinh khủng. Bị tai nạn giao thông mùng một mùng hai khủng khiếp, và mùng ba mùng bốn bị nữa, ngày hôm nay bị nữa chứ coi nè, ngày mai mình không phải tôi trù ẻo đâu nha, tại vì giao thông bên đó nó vậy. Chưa kể là Tết này uống rượu giả nữa, nó chạy loạn choạng như múc nhau quá trời luôn. Cho nên ngày Tết ngày vui biến thành ngày buồn, rủi ro rất là lớn. Quá rủi ro các bạn ha. Đó là đề tài thứ nhất mà tôi xin chia sẻ các bạn. Trước khi qua đề tài thứ hai, tôi giao lưu các bạn chút nha. Giao lưu các bạn chút rồi trước khi mình qua đề tài thứ hai là tôi phản biện với giáo sư Hoàng Chí Bảo, là đối thủ của tôi nói về Bác Hồ. Tôi có nhiều đối thủ lắm, mà tôi có nhiều đề tài để tôi nói về Bác Hồ cũng nhiều, rất là nhiều. Và Hoàng Chí Bảo là một trong những đối thủ của tôi. Bây giờ giao lưu các bạn chút. Bạn nào chào tôi chào lại nha. Bạn nào chào diễn đàn tôi thay mặt tôi chào lại nha. Phong Lê đề nghị anh Phiêu bận bộ đồ Hồ Chủ Sĩ chút tới bộ đó. hồ Chủ Sĩ bây giờ lỡ mặc một bộ đồ áo dài rồi với một bộ đồ Hồ Chủ Sĩ nữa. Thay vô thay ra mệt quá. Có thể để ngày mai ha. Ngày mai mặc đồ Hồ Chủ Sĩ chút tới bộ đó. Bạn đề nghị thế này, ở Việt Nam bán hàng không để giá,
À, vậy nữa hả? Nhìn mặt người mua mới nói giá, người bán còn bá đạo chứ bộ. Như vậy cũng hay đúng không? Nhìn thằng nào có khá khá nói giá cao cao chút, nhìn thằng nào nghèo nghèo nói giá rẻ cho nó mua cũng được chứ bộ. Bạn Tom Cruise là năm nay bông hoa mai chị bán cho quan chức mới có tiền mua, bông hoa mai mắc tiền lắm hả, mua không nổi. Mắc tiền tại vì họ làm chi phí cao các bạn, họ tính hết chi phí vô họ bán. Quốc Cường chỉ có các anh, chỉ có các anh chị có tiền mới mua sắm Tết, chỉ có trồng sản sắm Tết thôi, tiền mà mua dân dân nghèo. Những thằng bốn như tôi nghèo chứ ba gạo không có ăn. Tết sắm là Tết mua vài coi như là vài và mua con gà, vịt, heo, bò gì đó về cho con cái mình ăn, như tiền đâu mua bông mua hóa. Bạn Nhâm thì mai rất đẹp, Canada làm gì có hải phía đông? Có mai nha, có cái cây mà hắn ra cái bông bằng vàng giống như mai vậy đó. Tôi cái tên tiếng Anh rất là dài, tôi không nhớ, nhưng mà người ta hay gọi là mai Mỹ. Có nha, nhà nhà tôi đang trồng cây kìa, nhưng bây giờ trời lạnh nó không không mọc ra được, nhưng mà cắt cái cành đó, tôi gắm gắm vào nhà 3 ngày đang lên bông bông bằng vàng đẹp rồi, người ta gọi là mai Mỹ. À, người ta nói vậy thôi tại vì cái bông bằng vàng giống như mai Việt Nam vậy đó, nhưng mà cái tên tiếng Anh tôi không nhớ, cái tên dài của tôi không nhớ. Có xong có được, mai Mỹ đẹp lắm nha, không có, nhưng mà mai Việt Nam đẹp, công nhận cái mai hồi nãy tôi thấy đẹp, trồng đẹp. Tom Cruise ngã ba chú ý là công viên gia đình đúng rồi, chính xác. À, công viên gia đình người ta đẹp vậy, bây giờ cắt mẹ cái đường đi ngang qua. Phong Lê không có cách nào mà trồng được mai Việt Nam bên Mỹ. À, bên này có mai Mỹ riêng, còn trồng việc trồng mai Việt Nam tôi biết trồng được không, tôi nghĩ cái vùng Nam Cali trồng được ấy chứ. Bọn Phong Lê nó mai Mỹ nhìn bông nhỏ không tạo được là người đấy, đúng rồi, cái bông nhỏ nhỏ nhỏ, nhưng mà thôi kệ kệ, có chừng nào chơi chừng đó. Nhưng mà bên này ấy, là có nhiều loại cây, không chỉ cái vàng vàng mà cái đồ đỏ cái gì có trơn, bông hoa bên này nó đa dạng lắm, đẹp cũng đẹp, có cái đẹp riêng của nó. À, bạn Tom Cruise nói thế này này, 3 triệu mà hoa thì để ăn Tết cũng được 15 ngày. Đúng rồi, người nghe người ta tính toán vậy. 3 triệu đi mua hoa phí quá. Để 3 triệu đó mua gà, mua bò, mua heo cho con mình nó ăn. À, miếng ăn quan trọng hơn, nhưng mà tiền bạc không có mà hoa với hoa gì. Người nghèo đó vậy. Chứ còn làm tiền thủng thẳng thì cứ mua thôi, cái gì đâu. Bà Phong Lê nói mấy cái chậu bông này trước Tết là 200 ngàn cặp, tới 30 còn nữa, 100 ngàn cặp, rẻ chứ bộ, 200 ngàn cặp, 100 ngàn, không rẻ gì đâu. 100 ngàn Việt Nam bây giờ nó nhỏ xíu à. Bạn Tom Cruise năm 2004 còn khổ nữa, thất nghiệp dài dài, sợ không có bo bo mà ăn luôn, làm gì có bo bo về Ấn Độ cho heo ăn, Việt Nam đem, đem có người người Việt Nam ăn. Phong Lê này GDP đầu người Việt Nam thuộc hàng thấp nhất khu vực, nhưng vật giá thuộc loại cao nhất khu vực, chính xác. Tính GDP phải tính theo đầu người, phải chia ra mới chính xác. Nhưng còn nói GDP Việt Nam mà cái đất nước bự chảng, Việt Nam so với con quanh đó nó mới là to gì nữa, 330.000 km vuông, 100 người hùi hai hục làng, làm sao đi so với Lào, Campuchia. Lào có 4 triệu dân, Campuchia 13 triệu dân, Thái Lan 60 triệu dân, nhưng mà nó vẫn GDP, tổng GDP nó vẫn cao hơn Việt Nam, mà GDP Việt Nam chia đầu người mà thấp tỷ nè. Cho tính là tính vậy, nhưng mà đánh lận con đen, có nói GDP tăng 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 cho chính tăng so với chính Việt Nam nó làm gì. Bạn Văn Hiệp này, tôi ở Sài Gòn năm nay không mua chậu bông nào hết, mặc dù chiều 30 giá chỉ có 30.000 đồng một chậu. Đúng rồi, mình lo miếng ăn quan trọng hơn như bông với hoa gì. À, nếu nếu người nào mà theo đạo Phật với không tôn giáo bên Việt Nam gọi đạo lương đó, thì mình mua thôi vài vài cái cành bông mình cắm lên bàn thờ chấm hết. Hồi xưa nhà tôi cũng vậy đó, cho tiền đâu mà mua chậu bông để trước nhà, không có tiền, nghèo không có tiền, để tiền đó mình làm việc khác, miếng ăn nó quan trọng hơn. Bạn Hoa Cầm Đào nói dân nghèo để dễ cai trị, cũng có lý, nghèo quá đứng lên đâu có nổi. Dễ cai trị, chính xác.
Hoa hồng nói mày về đây để thử nói phiêu ông. Ủa, bây giờ tao để tao nói mày nghe không, hoa hồng? À, bây giờ tao bên này tao nói mày có nghe không? Nếu mày không nghe tao về Việt Nam. Nếu tao bên này tao nói mày nghe tao về làm gì? Tự nhiên tao mua vé bay tao về tặng Việt Nam để tao nói, trong khi tao nói đây mày nghe không? Mày nghe kìa. Mày nghe được kìa, mất gì tao phải về. À, về tao bay hăm mấy tiếng đồng hồ, mất mấy ngàn nữa. Về tao ở đâu? À, về tao ở đâu? Tao thuê khách sạn tao ở à? Rồi lỡ đi ngoài đường đụng xe sao, tai nạn giao thông sao, mày suy bậy không à? Bạn Văn Hiệp qua tới công an việc làm bấp bênh quá các bạn ơi, mình là thợ hồ. Thợ hồ thường thường thợ hồ là cũng nhiều việc lắm đấy chứ. À, nhưng mà thợ hồ á, thì Tết xong là chắc cỡ chừng 2-3 tháng sau mới có việc, tại vì tôi hồi hồi xưa tôi làm thợ hồ tôi biết. À, có nhân Tết xong là đâu ai làm nhà đâu, họ làm nhà trước Tết. À, trước Tết thợ hồ làm rất là đắt, tại vì họ sửa nhà sửa cửa rất là đắt. Nhưng mà sau Tết một cái tôi nói phải vài 3 tháng. À, thì mình thì theo sau thời gian sau Tết đó Văn Hiệp mình tìm việc khác mình làm, mình tìm cái việc khác mình làm. Chứ còn mình chờ mà thợ hồ mà để mà làm việc lại tôi nghĩ sau Tết vài 3 tháng, tại vì hồi hồi xưa ở Việt Nam tôi đã từng đi làm thợ hồ, tôi biết cái quy luật của nó. Trước Tết làm rất là đắt, trước Tết cỡ chừng 3-4 tháng trước Tết đắt lắm, đắt hàng ghê lắm. À, làm hết việc đâu, nhưng mà sau Tết như chơi dài dài luôn. Họ đâu có sửa nhà nữa. Ở Việt Nam nó lạ vậy đó, coi như trước Tết đó là sửa nhà sửa cửa rất rất là tấp nập mà. À, nhưng mà sau Tết đó là không ai sửa hết trơn á, nó cả năm như khi họ sửa lại ra ra có nhiều người họ xây nhà mới thì không nói, rất là lạ. Tại vì cứ đến gần Tết là họ mới sửa sang. Còn bên tôi khác này, ở bên tôi bây giờ không có cái chuyện á là trước Tết mới sửa nhà hoặc là trước trước một cái dịp lễ không có đâu. Bên tôi là thời tiết đẹp người ta sửa nhà, ví dụ hiện nay đang mùa đông bây giờ lắm ai sửa nhà hết trơn á, nhưng mà hết mùa đông một cái rồi bắt đầu người ta sửa nhà sửa mãi đến khi mùa đông lại người ta không sửa nữa. Tức là người ta lựa cái thời tiết tốt người ta sửa, chứ không phải là người ta lựa cái ngày ngày Tết người ta sửa. Không phải như vậy. Việt Nam mà cái chờ ngày Tết thôi, tại vì người nghèo nó vậy, người nghèo là chờ một cái dịp 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 lễ lớn, ví dụ Tết thì mới nhà rồi mới sửa sang mới đẹp rồi quần áo mới may mới mua. À, chứ còn bên tôi chẳng hạn ngày nào á, cái mùa nào mà thời tiết tốt á thì mới sửa nhà sửa cửa, còn áo quần á là cứ thích là mua mà mua xong về nhiều khi chưa mặc đi cho, nhiều khi chưa mặc nước nào hết á lấy đi cho. À, hoặc là mặc một nước cũng đi cho luôn. À, rồi những cái áo đó là lại đưa về bên những cái nước nghèo, ví dụ Việt Nam chẳng hạn, thì người ta gọi là đổ bành đó. Đổ bành đó ở miền Nam người người ta gọi đổ bành, mà ở miền Trung tôi là gọi là đồ si đa. À, nhưng mà hồi tôi ở Việt Nam các bạn, mà tôi đi tìm đồ si đa là tôi biết. À, tôi biết mấy cái đồ áo quần dân Canada dân Mỹ nhiều khi nó mặc sang lắm. Nhiều nhiều khi mình hên hên là có những cái bộ áo quần người ta mặc vài ba nước người ta cho, thậm chí một nước thậm chí người ta chưa giặt người ta không cho, mà thậm chí có những cái áo các bạn còn tem luôn. À, hồi đó tôi đi săn cái chuyện đó. Bên này bây giờ tôi mới thấy vậy đó, bên này cái áo quần thích là vô mua xong coi như thậm chí mua xong về cái gì là tại vì khi mình mua mình lười thử về nhà mình mặc thử không đẹp, vắt mặc thử không đẹp vắt chưa chưa xài chưa đi đường ngày nào hết trơn, rồi để một đống vậy. À, rồi có cái dịp nào đó bắt đầu ôm hết. À, xếp lại đàng hoàng, nếu áo cũ thì phải giặt ủi đàng hoàng bây giờ xong rồi xếp lại đem lên cho. Bên này cho không phải lịch sự lắm, nhưng phải cho mặc đồ dơ cho đâu, không có đâu. À, ví dụ những cái áo quần mà chưa mặc thì mình để vậy mình cho luôn, hoặc là mình mặc rồi thì mình giặt xong mình ủi mình xếp đàng hoàng nữa chứ, xong rồi mình mới đi cho. À, cho người ta lịch sự lắm, là tôi đi cho hoài gì đem hết cho lên mấy cái chỗ đó, rồi mấy cái chỗ đó là người ta giặt thêm lần nữa là người ta bán lại, bán giá rất rẻ các bạn. Ví dụ bên tôi có cái chỗ gọi là thrift store này, à, hoặc là Value Village, tôi biết hai cái chỗ đó bán đồ rất rẻ, mà có nhiều chỗ có cái chỗ MPC tôi không nhớ nữa. À, nhiều khi vô đó họ đưa miễn phí luôn, có tiền của bạn chứ. Cho nên bên này áo quần mặc thoải mái, các bạn biết homeless bên này mặc đồ đẹp không à? Nhiều khi nó mặc đồ cũ nhưng mà tôi đồ mới không có, mặc đồ vá vá như Việt Nam đâu, không có đây, không có, áo quần rất là vất vất mà homeless nó không vất, không có ai vá hết trơn. À, nhưng mà có nhiều nơi các bạn những cái đồ mà dân Canada dân Mỹ người ta cho vậy, xong rồi người ta đóng quán người ta gửi về những cái nước nghèo, ví dụ như ở Việt Nam chẳng hạn, ở Campuchia chẳng hạn. À, thậm chí gửi về Malaysia luôn, có gửi Thái Lan nữa. Xong rồi các bạn biết không, ví dụ gửi về Việt Nam đi, rồi Việt Nam gửi về bên này gửi về cho bên Việt Nam hay bên nước nghèo với mục đích là gì, là cho người nghèo.
những cái tổ chức này người ta gửi về để người ta cho người nghèo, nhưng mà bên Việt Nam họ không cho người nghèo, họ là dùng cái đó họ đi bán à, mà họ gọi là bán hàng sida. Ở miền Trung người ta gọi là hàng sida, ở miền Nam người ta gọi là bán đổ bành. À, còn thật ra bên này mấy cái tổ chức mà họ gom gom áo quần cũ là gửi cho Việt Nam để mục đích là cho từ thiện chứ không phải đi bán, mấy Việt Nam lấy bán mất dạy vậy đó. Ra đi bán mặc dù bán giá cũng là rẻ hơn chút mà không đi bán lấy tiền tiêu. Còn bên này mục đích mấy cái tổ chức này người thu gom mà để người ta cho. Qua Việt Nam là nó biến đổi lên, có cho người nghèo đâu nó bán, người nghèo đâu mua cho nổi. Hồi tôi ở Việt Nam tôi toàn đi mua không người nghèo nó mua cho nổi. Mà đồ bành đồ sida nó cũng mắc tiền lắm, nó đâu có rẻ, tại vì hàng hàng Mỹ, hàng Canada đồ ngon không à. Bá đạo Việt Nam, bá đạo. Cho nên bên này nghe chưa, à, cứ thời tiết đẹp là làm nhà, là sửa nhà chứ không phải đợi ngày Tết. Và áo quần giày dép mũ nón thích mua là mua, không phải đợi ngày Tết. Thế còn Việt Nam à, gần Tết bắt đầu mới sửa nhà sửa cửa, gần Tết bắt đầu mới mua áo quần, sắm áo quần, gần Tết bắt đầu mới mua thịt heo, thịt bò, thịt gà, thịt vịt, mua nhiều nhiều hơn một chút, trong năm đâu có gì ăn đâu. Cho nên Tết là Việt Nam bắt đầu mua đồ thức ăn về thiệt nhiều lên. À, rồi bắt đầu Tết rồi mới ngồi mới ăn mới mặc đẹp, cho nên Tết Việt Nam rất là lạ. Cứ đến bắt đầu sáng một cái là ra ngoài đường thấy cái gì nó mới hết trơn, nhà cửa ai cũng khang trang hết, tại vì một năm rồi họ mới quét dọn lần, một năm họ mới sửa lần. Ra đường cái ai ai đồ mặc đồ đẹp hết trơn, ngày thường họ không mặc, ngày thường họ mặc đồ xấu không à, coi như là ra ngoài đường sáng một ai mặc đồ đẹp hết trơn á, 100% luôn, mặc đồ đẹp, giày đẹp, quần đẹp, áo đẹp, nón đẹp, mũ đẹp, cái gì cũng đẹp hết trơn. Rồi ăn uống là sung túc, ăn thịt, ăn cá, à, ăn gà, ăn bò, ăn rất là sung túc. Nói gì nữa, mở nhạc nghe. Mà nhà nào mở nhạc hết trơn. Coi như ngày thường không có mở nhạc, ngày thường lo đi làm ăn chích mẹ luôn, thời gian đâu mà nghe nhạc. Thế là ngày Tết mở nhạc hết cỡ luôn. Mà nhà Việt Nam nó san sát nhau các bạn, nhạc bên này nghe nhạc bên kia, nhạc bên kia nghe nhạc bên nọ, mà nhạc đánh lộn nhau tùm phèo hết trơn. Tôi nói đến ngày Tết giờ ca sĩ nó hát mỏi miệng luôn, mới hát chích bà cố luôn. Bình thường cho họ hát, đến ngày Tết là ca sĩ hát coi như là thả phê luôn á. Bên Việt Nam họ không nghe nhạc, ngày thường họ không nghe nhạc các bạn, đến Tết mới nghe nhạc. Cho nên đó là những người nghèo các bạn, họ không có thời gian không nghe nhạc, thời gian cũng có nghe nhạc, rồi ăn uống đạm bạc. Cho nên ngày Tết mua gà, mua vịt, mua heo về ăn cho đã. Rồi ngày thường là không không có mặc đồ đẹp để dành ngày Tết. Đó là người nghèo. À, coi như cộng sản nó cai trị gì, mới như là gần 50 năm rồi mà người vẫn còn rất nghèo các bạn. Có bao nhiêu người khá đâu, bao nhiêu hết trơn. Có nhiều người khá không, khá và giàu không, rất giàu, đại gia không? Rất đại gia mà toàn là tham nhũng với cộng sản không à. Còn ai mà giàu đâu, toàn người nghèo không à. Cho nên đừng có nghe còn cộng sản nó nói mà người nghèo không đó, đó tôi thể hiện người tới tôi phân tích các bạn nghe vậy đó. Bạn Văn Hiệp nói là các bạn ở Sài Gòn để ý là đến Tết là dân bán vé số dạo tăng đột biến. À, người nghèo tội nghiệp chứ, bán vé số là ai các bạn, toàn mấy ông bà già với tại ăn mà tội nghiệp. À, vậy mà cộng sản nói cái nghề cái bán vé số là một một cái nghề thu nhập cao. Bá đạo thì còn tôi nói về tai nạn giao thông á, à, là tôi đưa bằng chứng lên hẳn hoi chứ không phải tôi nói nha. Tôi không bao giờ tôi nói bừa hết trơn á, mà tôi lấy báo đảng hết á. Còn báo đảng đăng sai, báo đảng chịu trách nhiệm mà tôi không biết. Tôi bên này sao tôi biết bao nhiêu người bị thương, bao nhiêu người bị về với âm phủ được ha. Hồi nãy có bạn nào mới bình luận với nó. Có bạn nói là bạn bạn chết mẹ hôi, nói là về Việt Nam để ăn đồ độc hại hả? Đói về Việt Nam ăn đồ độc hại à? Anh Quân Lê Đà Nẵng chúc mừng năm mới. À, cảm ơn anh Quân Lê nha. Bạn Quyên Lê, Lê mùa đông công nhân construction nghỉ ăn Tết tiền thất nghiệp đi chơi. Đúng rồi, mà sau Tết ở bên Việt Nam nghề xây dựng đâu có làm việc với các bạn, nhất là xây nhà xây cửa đâu không làm gì hết đó. Tại vì họ không làm, người dân họ không làm, sau Tết ai mà sửa nhà sửa cửa, họ sửa trước Tết kia. Từ những người mà họ có ý định họ xây nhà xây cửa thì mình không nói, chứ còn sửa nhà sửa cửa họ không sửa. Tết xong cái là cái nhà kệ bà nó, thậm chí quét dọn nhà cửa khỏi quét luôn, đến Tết làm luôn lần.
Bạn Thắng Vũ Phi Rồng nói đúng quần áo, đúng đôi mà tôi ở Việt Nam mà nói này, Thắng Vũ nói đúng quần áo, tôi ở Việt Nam mà cái đời người sao tôi không hiểu được các bạn. Cái tư duy người nghèo nó vậy. Coi như là mình trong ngày là mặc đồ cũ. Đồ cũ. Còn một đồ mới á, áo mới, quần mới, giày mới, mũ mới để dành Tết. Ai vậy hết á? Ai để dành? Tại vì sao? Tại vì một năm nhiều khi sắm một hai bộ thôi, đâu có tiền đâu sắm cho nhiều. Không có tiền. Nhiều khi giày các bạn một đôi duy nhất. Một đôi không có đôi thứ hai đâu, hiếm người đôi thứ hai lắm. Còn áo quần có mấy bộ à. Mua đồ mới chỉ để dành Tết mặc, cho nên buổi sáng một ra, ui trời ai mặc đồ đạt hết trơn, tại vì bình thường mặc đồ cũ. À, nhưng mà Tết này mặc đồ mới rồi thì người ta dùng cái bộ đồ đó để mặc cho cái năm năm tới. À, thì mặc vài ba tháng nó cũ rồi mà đồ dỗm không à. Rồi xong rồi cái mặc đồ cũ mãi thì thật ra một người có vài ba bộ đồ à, một đôi giày, một vài ba bộ đồ. À, xong rồi đến gần Tết một cái cỡ chừng sau còn 3 4 tháng nữa cái bắt đầu kiếm tiền là mua được à, đi mua bộ quần áo à, mua đôi giày, mua cái mũ đệ đó để nhà không có mặc đâu, người lớn trẻ em gì cũng vậy hết trơn á. Rồi đến sau một cái u cả nhà diện đồ đẹp luôn, cho nên các bạn Tết Việt Nam nó vui lắm. Nó vui ở chỗ bình thường trong năm á, thì mình thấy ai ăn mặc nó còn xấu xí hết trơn, tại vì người ta lo làm lo ăn, người ta khổ cực các bạn, từ những người mẫu người đồ người đẹp mình nói cái số người này không có nhiều. Nhưng mà đến Tết các bạn nha, chỉ cần sáng mùng 1 thôi, 6 giờ sáng. À, trời ơi trời, ai cũng đẹp hết trơn á. Phụ nữ mặc đồ đẹp rồi make up rồi. Nam giới mặc đồ áo vest, cà ravat rồi tóc chải rồi ngon lành nha, tước đâu là cái đi cắt tóc rồi. Tóc chải, rồi trẻ em thiếu niên là mặc đồ đẹp rồi đi chơi, đi chơi vui lắm, thấy không khí nó lạ nó vui lắm. Rồi đặc biệt người nào có phục chưa? Mẹ cúp cái miệng sưng ù thế này này. Hạt dưa Việt Nam, hạt dưa Việt Nam mà cái đỏ 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 nó kìa, mẹ cắn cắn được vài hột cái miệng đỏ hoe thế này, nó giống như đàn ông có môi son luôn. Ai vậy hết cúp cúp thế này, cúp dục mà coi như là cúp hột dưa xong nó vất vả xả rác đầy đường luôn. Kinh khủng thiệt á, tôi nói thiệt các bạn ấy, bên Canada mà ăn uống kiểu đó mày mày dân nó chửi chết, không ai ăn mà dục vỏ lung tung vậy. Nó thiệt, bên này cũng có hạt dưa chứ, có chứ, có hạt dưa nhiều hạt lắm, hạt điều, hạt dưa, hạt gì mà có hết trơn á. Mấy cái hạt thì gì tôi cũng biết tên, bức loãng, nhà tôi bức loãng kia, nhưng mình ăn xong là mình bỏ vỏ đàng hoàng, nó vô thùng rác đàng hoàng. Nhưng còn bên Việt Nam cúp ruột cúp quăng đầy đường luôn. Mày sợ rác kinh khủng luôn. Nhưng mà ngày 16/1 công nhận vui thiệt, tại vì ai thấy đẹp hết trơn á. À, nhà coi như từ từ con nít cho đến ông bà già ai cũng đẹp hết trơn á. Xe coi như chùi lấn bóng luôn. À, xe máy cũng lông bóng, mà xe hơi cũng lông bóng, xe đạp cũng lông, xe nào lông bóng hết trơn, nhà cửa tươm tất bông hoa coi như là trưng đầy. Nhưng mà năm nay nghèo quá không trưng bông thôi, tất cả đều mới, rồi ăn uống ngon lành, thịt bò thịt heo thịt gà ăn no no nê. À, lạ lắm, tại vì người nghèo đâu vậy. Cho nên tôi qua bên Canada này, tôi Tết nó không vui. Noel nó như thì vui chút xíu thôi. Noel tại vì trước Noel người ta đi sắm đồ để mua mua quà tặng, bên này ai cũng mua quà tặng dịp Noel các bạn, ta tặng đồ ồn ào thôi. Noel xong một cái rồi cũng vui 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 vậy đó, rồi đến tới Tây không có gì hết á, tới Tây cùng lắm đêm vô thừa bắn bắn phố ông rồi đó. Rồi xong rồi một Tết ở nhà ngồi chơi vậy đó, để làm gì các bạn, để thứ hai để mùng hai đi làm hết. À, ngày Tết bên này nó không vui, tại vì nó không có một cái gì á, nó khác biệt so với người thường nhiều, không có khác biệt mấy, cho nên mình thấy không vui. Tại vì do nó không có khác biệt. Bình thường người ta cũng đã ăn mặc đồ đẹp rồi, bình thường người ta đi xe bình thường rồi, mặc đồ người ta ăn bình thường rồi, ăn uống người ta ăn bình thường rồi, không có gì đặc biệt hết trơn á. Nhưng mà tôi thấy ở ở Canada ở Mỹ này, cái ngày mà vui cái gì mà theo tôi cái gì là cái ngày Halloween. Cái ngày Halloween là ngày vui. Ngày Halloween nhà nào người ta một trang hoàng ma quỷ thấy lạ lạ lắm, tại bình thường mình thấy vậy, rồi người ta mặc đồ ma quỷ người ta đi ngoài đường. À, mà tôi thấy tôi trong năm tôi thích nhất là ngày Halloween. Rồi cái ngày Halloween đó, cái tối đó là mấy đứa con nít đó, nó tới nhà rồi mình cho kẹo cho đồ đó. Tự nhiên tôi thấy giống giống Việt Nam. Giống như ngày Tết Việt Nam mình lì xì, đây lì xì kẹo đó. Tôi vừa thấy ngày Halloween vui thôi, chứ còn ngày Christmas hoặc là tôi thấy bình thường là ngày Tết Tây, tôi thấy bình thường. Tết ta thì người châu Á người ta tổ chức ấy, thì vui, còn mấy khu tôi nó không có người châu Á nhiều thì thấy nó bình thường. Nhưng mà ở Việt Nam ngày Tết nó lạ chỗ đó các bạn, cái gì đẹp hết trơn, tại vì trong năm nghèo, trong năm xài đồ cũ không ạ.